Vừa qua, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã vớt được các mảnh vỡ vệ tinh do thám của Triều Tiên và phát hiện rằng dường như nó không có khả năng giám sát quân sự. Vụ phóng thử vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên diễn ra ngày 31 tháng 5 nhưng thất bại. Vệ tinh lao xuống biển sau khi cất cánh cùng với tên lửa đẩy của nó. Quân đội Hàn Quốc cho biết, sau khi phân tích chi tiết các bộ phận chính của tên lửa đẩy và vệ tinh của Triều Tiên đã được trục vớt, các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ đã đánh giá rằng chúng không có tác dụng quân sự như một vệ tinh do thám. Hàn Quốc chính thức kết thúc hoạt động trục vớt từ ngày 5 tháng 7. Tháng trước, quân đội Hàn Quốc cũng đã thu hồi các bộ phận của tên lửa trong vụ phóng vệ tinh không thành công của Triều Tiên. Tên lửa phóng vệ tinh Cholima-1 bị trục trặc vì động cơ và hệ thống nhiên liệu mất ổn định, hãng thông tấn KCNA khi đó đưa tin. Tên lửa rơi xuống biển sau khi mất lực đẩy vì động cơ tầng 2 khởi động bất thường, KCNA viết. Triều Tiên cho biết cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia NADA sẽ điều tra về sai sót nghiêm trọng đã xảy ra và có biện pháp khắc phục trước khi triển khai vụ phóng thứ hai càng sớm càng tốt.